chàng nam phụ được lòng fan chẳng kém nam chính của màn ảnh Hoa ngữ. Thứ nhất, Hà Nhuận Đông trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Nhân vật Ngô Xính trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn được đạo diễn tin tưởng giao cho nam diễn viên tên tuổi Hà Nhuận Đông. Ngay khi có tin anh sắm vai nam phụ này, nhiều người từng phản đối gay gắt, chê anh chàng quá xấu, khuôn mặt dễ khiến cho người xem tụt cảm xúc mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Thế nhưng Hà Nhuận Đông chỉ lặng lẽ dùng khả năng diễn xuất của mình để nói chuyện với khán giả. Anh đã thể hiện cho người xem thấy được thế nào là một Ngô Xính dịu dàng, quan tâm, ân cần và yêu Châu Doanh bằng tình cảm ấm áp nhất của một người đàn ông trưởng thành. Dù vai diễn của anh chỉ kéo dài trong 15 tập phim, nhưng cũng khiến khán giả từ phản đối kịch liệt đến ủng hộ nhiệt tình. Ai cũng mong sao cho biên kịch đổi ý cho Ngô Xính thành nam chính. Thế nhưng tiếc rằng nhân vật của anh đã ra đi một cách không rõ ràng ở tập 15 của bộ phim, nhưng lại đắc diễn cho nam chính Thẩm Tinh Di. Thứ hai, Đậu Kiêu trong Sở Kiều Truyện. Nam diễn viên Đậu Kiêu, người sắm vai Yến Tuân vốn khá nổi tiếng ở màn ảnh rộng, thế nhưng trên màn ảnh nhỏ, cái tên Đậu Kiêu lại khá lạ lẫm với đại chúng. Sau khi anh vào vai Yến Tuân, độ nổi tiếng của Đậu Kiêu tăng vọt, anh liên tục nhận được lời mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác sau thành công của Sở Kiều Truyện. Anh chàng Yến Tuân ban đầu vốn rất được lòng khán giả nữ bởi tính cách vui vẻ, ấm áp, luôn xuất hiện kịp thời để giúp đỡ nữ chính là Sở Kiều. Điều khiến phái nữ cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là nụ cười thoải mái như làn gió xuân. Chính nụ cười ấy đã mang về cho anh một lượng người hâm mộ chẳng kém gì anh chàng nam chính Vũ Văn Nguyệt do Lâm Canh Tân thủ vai. Thứ ba, Cao Vĩ Quang trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Cao Vĩ Quang đã bị đông đảo người hâm mộ ném đá ngay từ khi nhà sản xuất mới công bố tạo hình Đông Hoa Đế Quân, nhân vật mà anh thủ vai. Thế nhưng sau khi xem phim, dù nhân vật Đông Hoa có tính cách không được mạnh mẽ và dứt khoát như nguyên tác của bộ Trầm Thượng Thư, nhưng vẫn khiến cho nhiều thiếu nữ phải đổ nghiêng đổ ngả. Trong Thập Lý Đào Hoa, vai nam chính Dạ Hoa do Triệu Hữu Đình thủ vai đã chiếm được không ít tình cảm của người hâm mộ, nhưng Đông Hoa Đế Quân của Cao Vĩ Quang cũng chẳng kém cạnh. Người xem vô cùng mong đợi anh sẽ nên duyên cùng Phượng Cửu. Tuy nhiên cho đến tập cuối thì tình cảm của hai người vẫn bị bỏ ngỏ, khiến người xem vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi này. Thứ tư, Vương Lịch Hâm trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Chắc hẳn những ai từng xem qua bộ phim Thanh Xuân Đình Đám, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta sẽ chẳng thể nào quên được anh chàng Lộ Tinh Hà, tình địch từng cạnh tranh gay gắt với nam chính Dư Hoài năm nào. Vai diễn do Vương Lịch Hâm thủ vai khác với một Dư Hoài giỏi giang, luôn tỏa sáng như ánh nắng mai rực rỡ. Lộ Tinh Hà ở bên Cảnh Cảnh thật dịu dàng, tình cảm của anh dành cho Cảnh Cảnh là sự dung túng, chiều chuộng và nhẫn nại. Anh biết người con trai trong lòng cô vẫn là Dư Hoài, thế nhưng vẫn bằng lòng đợi cô quên đi người đó và đón nhận tình cảm của anh. Sự chờ đợi ấy dù chẳng có kết quả, nhưng anh cũng chẳng một lời trách móc oán thán mà vẫn mỉm cười dịu dàng chấp nhận và mong cô gái mình thương được hạnh phúc. Một anh chàng nam phụ như vậy tất nhiên khiến các chị em chỉ hận không thể mang về nhà làm của riêng. Nhiều người còn mong rằng Cảnh Cảnh sẽ suy nghĩ lại mà từ bỏ Dư Hoài để thành đôi với anh. Thứ năm, Bạch Kính Đình trong Hạ Chí Chưa Tới. Bất cứ ai xem qua Hạ Chí Chưa Tới chắc chắn sẽ ấn tượng với anh chàng nam thứ Lục Chi Ngang hơn cả nam chính Phó Tiểu Tư. Nhân vật này được yêu thích ở cả trên phim lẫn tiểu thuyết. Không giống với một tiểu tư lạnh lùng gai góc, ở Chi Ngang luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tươi trẻ hài hước nhưng cũng không kém phần ấm áp. Khi yêu không quá cố chấp, là của mình thì nhất định sẽ giành lấy, nhưng khi không thuộc về mình, cậu sẵn sàng rút lui. Cũng bởi vậy mà tình bạn của cậu và tiểu tư vẫn rất tốt, dù cả hai cùng đem lòng yêu mến Lập Hạ. Diễn xuất của Bạch Kính Đình thuyết phục người xem dù rằng cậu vẫn còn ở độ tuổi khá non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất bằng hai diễn viên chính là Trần Học Đông và Trịnh Sảng, nhưng sự thể hiện trong phim lại nhỉnh hơn so với hai người kia. Chính vì điều này mà người hâm mộ càng thêm yêu mến anh chàng nam phụ này, ánh hào quang tỏa sáng lấn át cả nam chính Phó Tiểu Tư. Thứ sáu, Hình Chiêu Lâm trong Sở Kiêu Truyện. Ngoài Đậu Kiêu ra thì người gặt hái được nhiều thành công sau phim nhất phải kể đến anh chàng Hình Chiêu Lâm. Tham gia Sở Kiêu Truyện, anh chỉ sắm vai hậu vệ Nguyệt Thất của nam chính Vũ Văn Nguyệt, thậm chí còn không tính là nam phụ mà chỉ là một hậu vệ có kha khá đất diễn. Thế nhưng vì lý do gì khiến một hậu vệ nho nhỏ có thể gây được nhiều sự chú ý và sự yêu mến từ người xem đến vậy? Tất nhiên đó chính là nhan sắc không phải dạng vừa đâu của anh chàng, cùng tính cách đáng yêu, luôn luôn xuất hiện trong phim với vai trò bóng đèn phá đám những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi tinh nguyệt, khiến người hâm mộ vừa bực bội vừa buồn cười. Cũng bởi vậy mà khi bộ phim đang công chiếu, anh
Anh chàng bảy bóng đèn luôn được chị em yêu mến và truy lùng thông tin, khiến cho bộ phim Song Thế Sủng Phi do anh thủ vai nam chính cũng gây được sự chú ý từ công chúng.